Em không có chị, em không có chúng em làm chị. Thảm là lần trước chị lấy hết một cái quần rồi đó. Em đợi hết nên em đi ra là trễ rồi. Chị nói thiệt tình đó, chị cắt em bao nhiêu lần rồi em bây giờ. Em thời lần này có hai lần thôi chị. Bây giờ chị lấy tất cả những đồ mà lấy chị trả tiền hết cho em. Không, em lấy lần này mới hai lần em lại chị. Cái quần chị gọi là 100 tờ. Em trả hết mà. Lấy một cái hay mấy cái? Chị lột cho hết giùm em có bao nhiêu cái? Ba cái. Ba cái hả chị? Có quần đâu? Không chị, không có. Lột cho hết giùm em đây. Mở cái chân. Chị lột hết giùm em. Em không dám lấy quần đâu chị. Chị lột hết giùm em mấy cái. Lột cho hết giùm em. Nè chị, thì mà rẻ đây nè. Lột cho hết giùm em. Nè, bảy cho em tính tiền sao mà chị? Lột cho hết giùm em đi. Lột cho hết em mới tính tiền được. Mặc như vậy sao mà biết? Chị và tha em lần đầu đi chị. Em đánh tiền cho chị. Mà một lần bán được còn mấy lần kia sao không, chị? Mấy lần kia không dám rồi chị. Lọc vô hết giùm em. Lọc em mới xuống mua đồ một lần chị. Lọc vô hết giùm em đi. Nè chị đếm đi em. Chị em yêu cầu chị lọc vô hết giùm em mới tính tiền được. Chị đáng gì chị lọc được rồi, chị thở vô trong phòng thay đồ đó. Trời ơi chị ơi, em biết chị biết là sao khổ chứ chị nói em mắc đồ nhiều rất là nhiều luôn mà lúc giờ em nói chị em không có mắc được nhiều lắm nhiều em làm hôm nay á lâu lắm em mới xuống đây em vắng khách á em mới kiếm được á bắt được chị á người bán cũng cực khổ lắm ví dụ như mấy chị dám ăn cắp đồ em nhiều rồi chị đúng rồi chị. Mấy chị nói không dám gì cái đầu á mà mốt mà mấy chị làm lại nữa cũng không ai mà biết được em có coi chẳng em coi xuống đồ em nói với chị ha em mắc biết bao nhiêu đồ nói đồ em hả em biết mắt đó mà không bao giờ bắt được chị ai đấy tôi lo em mới sốt lại em nói chị bả gì đâu có biết được một lần bắt được 90 lần không còn mấy lần trước thì sao làm em sao em biết được mấy lần trước không có con lần hay lần em cũng có giáp mấy lần sau em cũng thường xuyên đó. Em nói chị bây giờ em trừ hao những cái số phần mà trước mắt nữa em không biết lần trước chị lấy cái những gì nữa em thời em không thấy nữa đâu chị khi mà tính ra em không nhớ cái quần của chị em bỏ như cái bọc đó em không có biết được nữa. Chị lấy trước nữa thì làm không sao thấy biết chị, được. Em có lo mấy trước nào. Chị lấy trước nữa làm sao em biết được. Thấy nữa mà. Một lần em bắt được, chị lấy trước kia em bắt được. Em không bao giờ bắt được. Em không bao giờ bắt được. Chỉ có bữa nay em nói thiệt chị là vắng khách. Thì tụi em theo dõi chị nãy giờ thì em mới bắt được. Cái sự thật là tụi em không có bắt được. Bây giờ em nói với chị nè, tiền đồ hồi lúc bây giờ chị lấy đem bao nhiêu máu chị phải kể với ai em. Em lấy thiệt lấy được chút trước. Lấy chút trước em lấy cái quần. Cái quần của chị này nè, cái chân trước em lấy cái quần đó là hai cái. Em nhớ đợt trước là lục bọc là gặp có một cái quần không, à. Không có. Có một không cái quần gu xì. Có cái đợt mà chị mới mua 500 á, là lúc đó đó. Gặp cái quần gu xì đó. Vậy là chị lấy cho em. Là lúc đó là em... Không, em bắt xuống một lần đó là chị. Em bắt gặp được lần đó với lần này à. Có lần đó là chị ơi, em nấu xuống đâu. Sao em biết được, đầu em nấu xuống nữa. Phát hiện mắt liên tục. Không, được em rồi. Nói là chị cũng nói thật với anh em nghe. Em nói chị á, thật sự á, em cũng không có muốn là đổ lỗi cho người nào mà lấy hết. Nhưng mà em mắc đồ rồi làm sao? Em không có mắc được, bây giờ em mới bắt được. Thôi, giờ bây giờ á, chị nói chị lấy bao nhiêu món? Em khó mệt, chứ chị lấy nhiều đó thì em không lấy thiệt. Chị nói thiệt em không có dắt chị xuống công an, con không chị ấy em phải dắt chị xuống công an đó. Chị nói thiệt chị luôn đấy, em có lấy thiệt cho chị. Chị nói thiệt chồng chị lấy bao nhiêu máu. Em nói thiệt bây giờ em nói bây giờ đó. Bây giờ em nói chị em phát hiện ra hiện gì. Nhưng mà tới chừng mà chị lấy rồi thì tụi em đâu có biết được. Không em lấy bao nhiêu đó chị. Mà ra cho em đi chị. Tại vì chị bán nhóc rồi chứ đâu có biết ai với ai. Em mắc đồ rồi liên tục luôn chị ơi. Tại vì chị bán nhiều người rồi. Mắc đồ liên tục luôn làm sao biết được mà trong cái đó là không có chị. Không biết được. Em về đi chị. Em còn con ở nhà. Bây giờ chị móc trong túi chị ra coi hết bao nhiêu tiền. Chị móc hết cho giùm em. Móc hết cho đó nha. Chị coi kỹ thật, chị còn bao nhiêu tiền. Móc cho hết giùm em. Còn thằng lẻ mà chị để nè. Em nói
chị, bây giờ em không biết là lúc trước em mắc bao nhiêu mà bây giờ em bắt được chị nè. Bây giờ số tiền này em lấy là đòn của em đã mắc, em lấy lại. Ha. Bây giờ em nói với chị á là do chị ha. Chứ giờ tụi em mà nếu mà liệt kê ra em không biết bao nhiêu máu. Không biết bao nhiêu máu là cho đủ. Em nói thiệt. Bây giờ á em nói với chị á, coi chị có cái quần từ trước và với cái này nữa hả? Em nói với chị em không biết bao nhiêu máu. Bây giờ làm sao em bắt được? Thấy không? Em chỉ bắt được một lần nữa thôi, chứ em đâu biết bắt được hay là hồi đó giờ bà lấy mấy bao nhiêu lần em đâu có bắt được. Đúng không? Rồi cái áo này của đó. Áo này lại thì em trả lại cho chị. Nè. Cái này hồi nãy là chị mua mà chị chưa có trả tiền. Thôi gọi lại em còn chị muốn được chưa? Chứ em nói chị lúc trước em mắc rồi vậy đó. Chị mất rồi, chị mất rồi, em mắc rồi, chị cứ yên tâm đi. Chứ hồi trước chị có thấy em lấy đâu, có cái quần không ạ? Mấy đứa này nó biết, nó lấy quần không ạ? Nhưng mà bắt được lần đó à? Dạ. Còn mấy lần trước thì không biết. Đó là 150.000 của em nữa đó. Rồi lần trước em biết bao nhiêu món nữa, mà bây giờ em lấy như đây nè. Thật sự là không có đủ nha mấy bạn. Thật sự là không có đủ. Cái này em lấy là chỉ một cái nhỏ của em thôi, mà không biết bao nhiêu mà đủ. Chị lấy bao nhiêu lần em cũng chả biết nữa. Bởi vì mấy đứa này nó để ý chị rất là nhiều lần, mà lần này mới bắt được. Mấy lần trước là chị đi vô giống như gió tay vậy, chị vô chị đi ra em cũng không hay nữa. Mà lúc đó là mắc bao nhiêu rồi em cũng không biết nữa. Thật sự là bây giờ á em nói với chị á, tụi em mua bán rất là cực khổ. Dạ, em không dám đâu chị. Chị á, chị em giải coi chứ em không dám gì đó. Em nói với chị á, chị làm như vậy ha, mang cái tội của chị. Chị là đừng có đăng em. Em không có làm gì để cho chị mà có nó mất hết đâu. Em nói với chị á, là chị á, em thấy cái số tiền này là số tiền đồ của em mất thôi nha chị. Còn đồ chị mua là trong đây nè, đủ nha, không có lấy đồ gì của chị thêm hết nha chị. Mấy cái này là chị không có được quyền lấy, tại vì đồ này là đồ của em ở đây. Chị lấy là em lấy lại thôi. Còn lúc chị lấy là em lấy là không có đủ nha. Chị giờ chị suy nghĩ, thí dụ mà chị lấy còn cái gì chị nhớ kỹ lại chị đó, mà trả lại em chị không mang tội. Còn chị còn trong mình là chị mang cái nghiệp, chị mang tội. Bây giờ nè, em nói với chị á, chị muốn chị biết nó hỏi gì đó thì tôi dính mi luôn. Để em nói chị, em chị thật em á, mà em quýt nè. Mấy người khác người ta quýt chị là chị nghĩ có cái bài nó sai rồi. Ủa cũng chán bởi nha. Đi đứa ơi.